Con kính lãnh lễ sư ạ. Chào tất cả các vị, chúng ta mới còn học. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, chào các vị. Trước khi bắt đầu bài học thì tôi xin trả lời một số câu hỏi các vị học viên gửi trong cái Facebook của chùa do Đại Đức Tuệ Tàm chuyển cho tôi đó. Do vì ngày hôm nay câu hỏi các vị nhiều, do đó chúng ta cũng không có, tôi cũng không cần thiết phải làm hỏi cái câu hỏi trắc nghiệm, bởi vì câu hỏi của các vị chính là cái câu trắc nghiệm tốt nhất khi các vị nghe tôi trình bày. Trước hết đó là tôi xin được trả lời thứ tự theo cái câu hỏi của Đại Đức Tuệ Tàm gửi. Câu hỏi đầu tiên của cô Hồng Thị Kim Nhung. Không biết cô Hồng Thị Kim Nhung có nghe đó không? Dạ thưa, con có nghe thưa sư. Dạ bác Phật, dạ. Cô hỏi rằng là trong cái tâm si có hai loại là si hoài nghi và si phóng dật tách riêng, mà trong si phần thì có cái sở hữu phóng dật, và trong cái tâm si hoài nghi có si phần, bởi vì si phần là cái sở hữu bất thiện biến hành. Như vậy lúc này đó thì si hoài nghi đi chung với si phóng dật phải không? Thưa cô, đây là cái bài mà nó có liên quan ít nhiều về cái phần, nó phần liên quan đến cái sở hữu tâm hay là cái đặc tính tâm. Và do vì cô đã học rồi đó, cho nên cô mới có thể hỏi được cái câu hỏi này. Còn theo cái chương trình của lớp thì chúng ta chưa có học về cái đặc tính tâm, nhưng mà nó cũng có liên quan gần ở đây. Thì trước hết nó là, thì chúng ta như cô biết là cái si phóng dật đó là cái sở hữu bất thiện biến hành, và do vậy nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm. Cho nên cái trường hợp mà si hoài nghi mà có trong phóng dật thì đó là bắt buộc phải có. Và ở đây nó còn một cái sở hữu khác, mà cái sở hữu này nó đáng để cho chúng ta thắc mắc hơn nữa. Đó chính là cái sở hữu ekakata, hay là cái sở hữu nhất thành, hay còn gọi là cái sở hữu định. Thì cái phần này á, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ở trong cái phần đặc tính của sở hữu. Nhưng mà chỉ trả lời với cô là hay cái sở hữu cái tâm hoài nghi ấy, bắt buộc phải có cái sở hữu phóng dật. Ở đây có một vị học viên á, vị học viên Minh Lan, không biết cô Minh Lan có trong phòng hay không? Dạ thưa sư, con có ạ. Dạ dạ. Cô hỏi rằng là trong cái bài học mà khi tôi nói về cái tâm làm cái nụ cười của vị A La Hán, tâm cái tâm ứng cũng phi tiếu đó, thì tôi có nói đến cái phạm phu của chúng ta cười bằng nhiều loại tâm, hầu như cái tâm nào chúng ta cũng có cười được. Và cô muốn cho cái ví dụ là trường hợp nào mà phạm phu cười bằng cái tâm sân, và trường hợp nào cười bằng tâm si. Ở đây tôi cũng xin nói rõ hơn đó, là nếu mà chúng ta nói về cái nụ cười đúng nhất, tức là khi mà có cái chuyện vui thì mình mới cười, thì trong đó là chỉ có những cái tâm thọ hỷ thôi. Nhưng mà cái con người của chúng ta, cái tâm tánh của mình nó phức tạp lắm, nó có nhiều cái cách biểu lộ, mà cái những biểu lộ đó nó không có thật với cái tâm của mình. À, và do vậy tôi mới nói rằng là phạm phu mình cười bằng cái tâm gì cũng cười được là vậy.
Vậy còn cái trường hợp cô muốn hỏi rằng cái cười, ví dụ về cái trường hợp và tâm sân, trước hết là các vị phải hiểu rằng cái tâm sân ở trong ví dụ pháp á, nó không phải là một cái mức độ nóng nảy quát tháo mà chúng ta thường hay nói, mà ngay cả cái sự buồn rầu ở trong lòng nó cũng là sân. Và rất là nhiều trường hợp khi mà người ta buồn á, vì một cái điều kiện ngoại cảnh nào đó, giống như vì cái việc giao tiếp vân vân á, thì ta cũng cố gắng người ta nở nụ cười, mặc dù khi đó trong lòng người ta không vui, nhưng ta cũng có nở nụ cười. Và mình có nhiều cái cách mình nói là nó cười mà cười buồn, giống như trong truyện Kiều có mấy cái câu thơ là có rất lẽ có vị Phật tử đây chúng đây có đọc Kiều thì nhớ: vui thì vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Thì khi làm cái mặt vui, mình nở cái nụ cười như vậy đó, thì nó một cái có những cái hoàn cảnh nó gượng gạo. Hoặc là câu thơ là bên ngoài cười nụ mà bên trong khóc thầm. Thì đó là những cái ví dụ mà trong khi mình có những cái chuyện buồn đó, thì ta vẫn có thể người ta nở cái nụ cười, mặc dù cái nụ cười đó có thể là không có đẹp như người ta vui, nhưng mà do vì nhiều cái lý do nào đó mà người ta vẫn nụ cười. Và chưa kể là đó những cái trường hợp mà người ta diễn xuất, giống như các trường hợp của các diễn viên, thì đôi khi người ta nhập tâm, tức là người ta diễn cảnh vui thì cái tâm trạng người ta vui theo, khi ta buồn thì ta buồn theo, nhưng không phải là trường hợp nào cũng như vậy. Nhưng mà đôi khi cái nghề người ta điêu luyện là không hẳn là cái tâm nào thì cái gương mặt đó, mà đôi khi trong lúc người ta đang vui nhưng mà một diễn viên giỏi đó thì vẫn có thể làm cái gương mặt buồn. Rồi trong khi đang buồn, một diễn viên giỏi đó thì họ vẫn có thể họ làm gương mặt vui bằng những cái cử chỉ mà trong đó có cái nụ cười. Thì tôi mới nói rằng là phạm phu chúng ta cười nhiều cách như vậy. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là: kính thưa sư, là tại sao cái tâm chiếu sinh là cái tâm làm thành cái nụ cười của vị A-la-hán mà lại thuộc cái tâm không tịnh hảo? Trước hết đó, ở đây chúng ta cũng thấy rõ hơn về cái tâm không tịnh hảo. Không tịnh hảo không nghĩa là cái tâm xấu, mà chẳng qua không gọi là cái tâm không tịnh hảo ở đây do vì cái tâm đó không có ba nhân tịnh hảo, tức là không có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, cho nên gọi là cái tâm vô tịnh hảo, chứ không phải là chỉ vô tịnh hảo mà xấu. Bởi vì ở trong cái 18 tâm, trong 20 tâm gọi là cái tâm vô tịnh hảo đó, thì chỉ cái tâm xấu thì chỉ có 12 tâm bất thiện thôi, còn 18 tâm vô nhân thì ngay cả những cái tâm vô nhân khác như là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức á, thì không riêng việc cái đó tâm là tâm phàm phu cũng có, nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là cái tâm xấu thì nó không phải. Tuy vậy thì cái chữ trong ví dụ pháp cũng vẫn gọi là cái vô tịnh hảo. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng là những cái cách phân loại đó chỉ là cái phân loại để chỉ là sắp xếp để phân loại, chứ không phải là cái bản chất của cái một cái bản chất cao thấp gì ở đây. Nhưng mà do vì đó là một cái quy ước để chúng ta dễ dàng phân loại thôi. Thì sở dĩ mà cái tâm này không được kể vào cái tâm tịnh hảo là bởi vì tâm này không có ba nhân tịnh hảo: vô tham, vô sân và vô si. Và cứ theo cái quy ước này thì cái tâm nào không có ba cái nhân tịnh hảo này thì đều được gọi là vô tịnh hảo hết. Cho nên đây chúng ta phải hiểu là vô tịnh hảo không có nghĩa là hoàn toàn là xấu, cũng giống như là cái tâm tịnh hảo nó không phải lúc nào cũng là thiện. Cô có hỏi thêm, hình như cũng già cô nè. Tức là cô nói rằng là khi mà cô đọc ở trong một cái quyển sách của Ngài Sri Lankananda đó, thì trong cái bài giảng của tôi tục đế đó, thì chúng ta học về cái danh trí định gồm có hai là danh trí định và nghĩa trí định. Nhưng cô hỏi vì sao mà khi cô đọc cái quyển sách này đó, thì lại giảng khác. Cụ thể đó là tục đế đó, thì gồm có danh trí định và vật trí định.
như cái bàn á, là danh chế định, còn vật mà danh chế định đó chỉ ra nó là vật chế định. Đây là một cái câu hỏi, cái câu hỏi hay và rất là đáng hỏi. Thứ nhất là những vị Phật tử nào đọc cái quyển sách này thì cần phải hỏi. Đầu tiên nó làm cái danh chế định và nghĩa chế định, rồi cô còn thấy trong cái quyển sách này để là chia lại là hai là danh chế định và vật chế định. Thì ở đây chúng ta biết rằng là cả hai, trong trường hợp mà chúng ta đang học ở đây và trong cái quyển sách nó đề cập, thì trong trường hợp nào chúng ta cũng biết chữ Bali là chữ Atthapanyati hết. Do vậy ở đây nó chỉ là cái cách dịch của mỗi người. Có người dịch là danh chế định, có người là nghĩa chế định. Và tôi còn gặp một bài vị thì dịch là cái thể chế định nữa. Yeah. Nhưng mà tôi vẫn dùng cái chữ nghĩa chế định. Thứ nhất là cái chữ nghĩa đó nó sát với cái chữ Attha của chữ Bali. Và cái lý do thứ hai là do việc cái cách dịch này đó là cái cách dịch của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Và do vì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, Ngài là một vị chuyên nghiên cứu về môn vi diệu pháp này, và sách vở của Ngài cũng như là các đệ tử của Ngài rất là đông. Và bản thân của tôi đó thì cũng được học từ các vị đệ tử của Ngài. Do vậy ngoài cái việc mà nó quen á, nó còn một cái lý do là nó khá phổ biến. Cho nên là trong những cái trường hợp mà nhiều người dịch á, thì đa số tôi theo cái cách dịch của Ngài Tịnh Sự, là để khi các vị Phật tử chúng ta đọc bài tài liệu, chẳng hạn giống như là chúng ta đọc những tài liệu của Ngài Giác Chánh, đệ tử của Ngài Tịnh Sự, thì chúng ta sẽ gặp những cái từ đó nó quen thuộc. Đó là cái lý do mà tôi dùng. Nhưng mà trong một số cái trường hợp mà cần phải hiểu rõ nghĩa hơn á, thì tôi vẫn ưu tiên cái cách dịch nào mà để cho học viên chúng ta dễ nắm được cái nghĩa nhất. Yeah. Ở đây tôi xác định là cái nghĩa chế định và cái vật chế định á, chỉ cùng một từ Pali là Atthapanyati. Và đây cũng là cái lý do rất là cần thiết khi các vị Phật tử chúng ta học ví dụ pháp thì chúng ta cố gắng nhớ chữ Pali, là bởi vì nếu mà sau này chúng ta đọc nhiều tác nhiều dịch phẩm của nhiều dịch giả khác nhau thì có thể những cái từ đó, đó mỗi người dịch theo một ý. Lấy ví dụ giống như là cái tâm, cái chữ Sopana, chúng ta tôi hay nói các vị ở đây là cái tâm tịnh hảo đó, thì ngày Minh, ngày Hòa Thượng Minh Châu á, ngày dịch là cái tâm tịnh quan. Thì do vậy mà khi chúng ta gặp cái tâm tịnh quan thì chúng ta cũng rất có thể là các vị thắc mắc là tại sao học nghe con nghe sự đó cái tâm tịnh quan, ở đây là có cái tâm tịnh quan, chẳng qua tâm tịnh quan nó cũng là cái tâm tịnh hảo thôi, nhưng mà nó là cái cách dịch. Rồi đây là một cái phần quan trọng ở trong cái câu hỏi này, đó là chính là cái cách giải thích về cái chữ Atthapanyati, hay chỉ trong lớp chúng ta là tôi gọi là cái nghĩa chế định á, ở trong quyển này gọi là cái vật chế định. Sở dĩ mà có cách dịch là vật chế định á, là bởi vì hầu hết những cái khái niệm này là chỉ cho sự vật, cho nên một số vị căn cứ vào đây mà dịch là vật chế định, tức là căn cứ cái ý nghĩa diễn đạt mà dịch, chứ không phải là căn cứ trên cái từ Attha mà dịch. Rồi về cái cách giải thích á, thì ở đây cái cô Phật tử này có đưa ra một cái ví dụ mà được đề cập trong trong sách đó, là trong sách ví dụ rằng là giống như là chúng ta có cái bàn, thì cái tên gọi cái bàn á là danh chế định, và cái vật mà để cái vật mà chỉ cho cái tên gọi cái bàn đó, đó chính là vật chế định. Ở đây tôi muốn các vị hiểu cái câu đó như thế này. Cái danh chế định đó là tên gọi của cái sự vật. Và cái sự vật đó đó, trước khi mà có cái tên gọi đó đó, thì chúng ta có cái khái niệm hay là cái hình dung của chúng ta về cái sự vật đó. Từ cái hình dung về cái sự vật, từ cái khái niệm về cái sự vật đó, cho nên mới có cái tên gọi về cái sự vật đó. Do vì ở trong cái cách xếp loại
thì chúng ta để cái danh chế định trước và cái nghĩa chế định, hay là cái vật chế định chế để sau. Và khi chúng ta giải thích đó thì chúng ta cũng theo thứ tự là danh chế định chúng ta giải thích trước và cái nghĩa chế định hay là cái vật chế định chúng ta giải thích sau. Và chính tôi giải đó, thì đôi khi tôi cũng học theo các vị thứ tự đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta có cái khái niệm hay chúng ta có hình dung về một cái đồ vật nào đó, rồi sau đó chúng ta mới có cái tên gọi nó. Ví dụ giống như là một người nông dân, ông nghĩ ra là làm sao mình có một cái phương tiện, mà cái phương tiện đó mình cài rồi mình làm cái công việc đồng áng nó nhanh hơn. Và cuối cùng ông đã hình dung ra được một cái phương tiện, cái công cụ mà nó có thể nó gặt lúa thay cho sức người. Và khi mà ông đã hình dung cái đó rồi đó, thì ông ấy làm ra một cái máy và ông đặt tên cái máy đó là cái máy gặt lúa. Như vậy cái tên máy gặt lúa đó nó có là do một cái khái niệm, một cái hình dung về một cái công cụ mà chúng ta làm. Thì do vì cái câu mà cô đã ghi lại trong sách này nè, chúng ta phải hiểu cái câu này như thế này. Cái bàn là danh chế định, và cái khái niệm chỉ cho cái vật mà có cái tên cái bàn đó, thì đó mới là nghĩa chế định hay vật chế định. Chứ bản thân cái bàn đó thì nó là cái bàn đó, nó là cái gì? Nó là chân đế chứ không phải là chế định. Hôm trước tôi có nói với các vị là cái mà chúng ta gọi là cái đối tượng mà mình chế định, hay mà cái vật mà mình chế định đó, nó có hai trường hợp. Thứ nhất là cái vật đó nó không có, còn cái trường hợp thứ hai là nó vẫn có, nhưng mà nó có ở trong một cái đơn vị sắc pháp, mà cái mà chúng ta khái niệm về nó là chúng ta khái niệm ở trong một cái tập hợp nào đó. Ví dụ giống như là những cái thành phần sắc pháp làm nên cái bàn, thì những cái thành phần sắc pháp đó là có thật, là chân đế. Và cái khái niệm của chúng ta về cái bàn đó đó là cái khái niệm đó là tục đế. Cái gọi là cái người nam, người nữ, cái khái niệm đó đó là tục đế. Nhưng những cái thành phần sắc pháp và tâm pháp làm nên người nam, người nữ đó là những cái thành phần chân đế. Do vậy đó là khi mà chúng ta nói cái tên gọi cái bàn đó, cái tên đó là danh chế định, và cái khái niệm về cái bàn đó đó là cái khái niệm đó là nghĩa chế định hay là vật chế định, chứ không phải cái bàn đó là vật chế định. Ví dụ giống như là chúng ta nói về, chúng ta gọi một cái trạng thái tịch tịnh mà tâm tứ đạo chứng ngộ, chúng ta gọi bằng một cái danh từ, danh chân chế định, đó là niết bàn. Thì cái tên gọi đó là chế định, còn cái bản chất vắng lặng tịch tịnh của niết bàn đó là chân đế. Do vậy đó, trong cái câu mà cô mà dẫn trong sách đó, thì tôi có đọc lại cái bản sách này, và tôi cũng hiểu ra rằng là do vì trước hết là cái quyển sách này được viết ghi lại theo cái bài giảng của ngài Sivananda ở trong lớp, và chính vị dịch giả là vị đạo hữu Pháp Triều hay là Hải Triều đó, là vị đạo hữu này cũng nói rằng là trong khi mà phải dịch lại một cái bài giảng đó, thì lắm lúc phải gọt đẻo lại, do vì cái lời nói nó, vì lời giảng của các vị giảng sư đôi khi nó lùng trùng lập rồi lập tới lập lui, rồi nó tùy theo cái bối cảnh. Và ở trong cái bối cảnh mà ngài Sivananda ngài đưa ra cái ví dụ đó, là tôi tóm tắt lại là ví dụ giống như là có cái tên gọi là cái bàn, tôi lấy cái ví dụ mà trong câu hỏi của cô á, và cái vật mà được đặt tên đó là vật chế định. Chúng ta không hiểu như vậy mà chúng ta nói rằng là cái khái niệm về cái đồ vật mà được đặt tên cái bàn đó mới được, chúng ta phải thêm cái khái niệm nó vô mới được, mới đúng. Bởi vì cái khái niệm đó mới là cái chế định, còn cái bàn,
cái bản thân mà cái bàn đó nó, thì nó không phải là nó, cái bàn đó nó vẫn hiện hữu với những cái đặc tính sắc pháp chân đế. Tôi lòng vòng như vậy, không biết là vị Phật tử có hiểu kỹ tôi nói hay không. Tôi lấy ví dụ khác, tôi lấy ví dụ giống như là các nhà thiên văn á, họ nhìn cái chòm sao và họ hình dung các cái chòm sao nó giống như là đại hùng, tiểu hùng, thiên long vân vân. Thì giữa cái bầu trời tinh tú bao la như vậy và vô số những cái tinh tú đó, nhưng mà khi mà họ hình dung đó thì họ chỉ lấy những cái dải tinh tú nào mà có cái hình thù đó để họ đặt tên thôi, chứ họ không có quan tâm về cái đó. Và khi mà họ hình dung ra được cái hình ảnh, ví dụ như là cái dải tinh tú đó nó cái hình giống như là con ngựa hay là con gấu, thì họ đặt là đại hùng hay là ăn mã chi đó. Thì do vì họ có một cái khái niệm giả lập ở trong đầu, rồi sau đó họ mới đặt tên. Cái khái niệm giả lập đó mới chính là cái gọi là cái nghĩa chế định, hay là cái từ mà cô dạy trong quyển sách gọi là cái vật chế định đó, chứ không phải là cái bản thân của các cái vật đó là chế định. Bởi vì cái chế định là cái sự định đặt, và cái sự chế định là cái sự định đặt. Nếu chúng ta không có định đặt đó, thì một là nó không có, hai là nó có mặt ở trong cái pháp thực tính. Cái đó là cái câu hỏi, cái sao là một cái câu hỏi. Dạ thưa, còn một cái câu hỏi nữa là của cô anh và cô Hồng Thị Kim Nhung, là trong bài học vừa rồi sư có giảng làm việc thiện với cái tâm thiện, với cái tâm thiện, với cái tâm thiện, với cái tâm thiện mà ly trí á, thì nó cho quả, cho 12 quả, tức là 8 quả thiện và 8 quả thiện vô nhân và 4 quả thiện hữu nhân. Còn cái tâm đại thiện hợp trí vô trợ đó, thì nó cho thêm 4 quả nữa, tức là 16 quả. Cô hỏi rằng là tại sao mà cái tâm mà đại thiện hợp trí á, thì trong đó lại nó có cho thêm 4 cái quả ly trí nữa. Thì thưa cô, đây là cái vấn đề của bài học ngày hôm nay, thì chúng ta tìm hiểu trong cái bài học ngày hôm nay về cái vấn đề này. Cho nên chúng ta xin bắt đầu cái bài học ngày hôm nay, và chúng ta sẽ có những cái vấn đề của các vị Phật tử liên quan, kể cả những cái liên quan các cái câu hỏi của các vị Phật tử ngày hôm trước hỏi rằng là tại sao gọi là người nhị nhân, người tam nhân, người lạc vô nhân. Và cũng trong cái bài học này thì chúng ta sẽ học rõ hơn về cái quả hiệp thế. Dạ. Cái quả hiệp thế, hôm trước chúng ta nhớ rằng là mình có học, xin lỗi các vị, đây là cái quả tâm quả dục giới, nhưng mà hiệp thế nha, dục giới. Thì chúng ta có học về bốn cái lãnh vực hay bốn cái địa vực, thì ở đây là dục giới. Và cái tâm quả dục giới đó chỉ cho những cái tâm quả nào thuộc cái phần trên đây thôi. Thì như chúng ta có là 15 tâm quả và 15 tâm quả vô nhân, và 8 cái đại quả hữu nhân, 8 đại quả thiện hữu nhân. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần dục giới này, là bởi vì ở trong cái phần này đó, nó có một vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập, đó chính là giữa nhân và cái quả. Thì ở trong cái phần cái tâm quả dục giới này nữa, thì trước hết là chúng ta có cái quả
cái quả bất thiện. Và cái tên quả bất thiện này thì chúng ta cũng hiểu rằng nó là cái kết quả của 12 tâm bất thiện này. Và trong các cái loại, trong các cái tâm quả đó, thì cái quả dục giới là cái quả phức tạp nhất. Chính vì cái điều đó đó mà ngày hôm nay tôi không có qua cái phần sắc giới, mà chúng tôi phải đi lại cái phần dục giới này. Là bởi vì đối với các cái loại quả sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đó, thì mỗi cái tâm nào nó có cái loại quả tương ứng. Nhưng mà đối với cái tâm quả dục giới đó thì nó không như vậy. Trái lại thì như chúng ta biết đó là sở dĩ mà cái tâm tham được chia làm 8, hay tâm sân được chia làm 2, tâm si được chia làm 2. Và ở trong vi diệu pháp này, trên cái vũ đồ này chúng ta chỉ có 12 tâm. Thì ngay lúc đầu tôi có nói các vị đó, thì nói về cái tâm tham nó tùy theo cái phân loại. Chứ mà nếu mà nói về cái sự đa dạng của một tâm tham á, thì nó là vô số. Cũng vậy tâm sân, cũng vậy tâm si, chứ không phải chỉ 12. Nhưng mà 12 này là do vì các ngài khái quát lại để chúng ta có thể phân chia thiện chi pháp trong một số trường hợp. Và khi mà khái quát lại đó, thì các ngài chỉ lấy các cái một vài cái điều kiện thôi. Thì sở dĩ mà chia tâm tham ra làm 8 thì do vì chỉ có lấy các cái điều kiện này chia về cảm thọ thì có hỷ và xả, về tà kiến thì có hợp tà và ly tà, về động lực thúc đẩy thì có vô trợ và hữu trợ. Do vì chỉ có chia trên 3 cái phương diện này, do đó mà cái tâm tham chỉ có 8. Còn mà nếu mà nói về cái khía cạnh về cái nhân quả đó là không chừng được. Ví dụ giống như là cả hai người đó là đều có cái lòng tham họ hỷ hết, nhưng mà có người đó thì vui thích với cảnh này, có người vui thích với cảnh kia, thì cái quả nó cũng khác. Rồi hai người đó đều có cái tâm tham họ hỷ mà hợp tà, nhưng mà cái tà kiến của người này nó khác với tà kiến của người kia. Có người đó cái tà kiến nó là đoạn kiến, có người đó cái tà kiến nó là cái thường kiến, và có người đó thì lại là họ chấp nặng, và có người đó là chấp nhẹ. Thành ra cái quả nó cũng khác nhau. Tương tự nói về cái động lực, mà cái động lực tác động là vô trợ hay hữu trợ đó, thì cái vô trợ đó nó cũng nhiều cái cấp độ khác nhau, và cái hữu trợ đó nó cũng có nhiều cái cấp độ khác nhau. Và do vì cái vô trợ và cái hữu trợ cũng như là cái hợp tà, cái ly tà hay các cái đặc tính khác của cái tâm đó, là nó là phức tạp, nó phức tạp đến mức độ là chúng ta thấy cũng do một cái thiện sự đó mà một người sinh ra được cái sắc đẹp. Thì cái sắc đẹp đó nó cũng khác biệt, là cái vẻ đẹp của người này nó cũng không có giống với vẻ đẹp của người kia. Đó là chúng ta chỉ nói riêng cái một trong cùng một cảnh giới. Chứ còn mà nếu mà chúng ta chia ra nhiều cái cảnh giới đó, thì cũng cùng cái quả đó, cái phước đó, nhưng mà do việc cái động lực tâm nó tác động, nó ra cho ra rất là nhiều cái sự sai biệt. Nhưng mà do vì các ngày khái quát như vậy đó, để chúng ta hiểu cái chung chung. Và ở đây các vị nên hiểu là cái chung chung thôi. Và hôm trước tôi có thưa với các vị đó, khi làm một cái việc bất thiện, ở đây chúng ta chỉ nói riêng về cái việc bất thiện trước, thì khi mà một cái tâm bất thiện nó sanh lên đó, thì nó có cho hai cái loại quả. Nó là một cái loại quả là một cái ngoại cảnh bên ngoài, và cái thứ hai là nó tạo ra một cái số cái loại tâm ở bên trong cái dòng tư tưởng của mình. Thì ở trong cái bản, trên cái phần này chúng ta học là chúng ta nói cái quả mà nó thuộc về cái bên trong nội tâm, chứ chúng ta không có nói đến cái quả bên ngoài. Bởi vì cái quả bên ngoài thì chưa, không có đề cập ở trong trường hợp này, bởi vì đang nói về tâm. Thì khi mà làm một cái tâm bất thiện như vậy đó, nó sản sinh ra tất cả là cái 7 cái loại quả. Và tâm nào thì nó cũng cho ra 7 cái loại quả này hết. Nhưng mà thật ra ở trong 7 cái loại quả này đó, thì nếu mà chúng ta chỉ có kể theo cái quy ước, thì chúng ta thấy rằng 7 quả này nó giống nhau. Đây là
tâm nhãn thức quả thiện đi, đây là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, vân vân. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái quả do cái tâm tham và cái quả do tâm sân nó giống nhau, bởi vì cái nào nó cũng có bảy cái này và nó bảy cái tên nó giống nhau hết. Nhưng mà thật ra đó thì bảy cái này á, là nói về cái sắc thái, nó về cái mức độ, nó là vô lượng, không có kể được. Chúng ta ví dụ chẳng hạn giống như là đều là cái thân thức thọ khổ hết, nhưng mà trước hết nó là cái thọ khổ đó, nó có nhiều cái mức độ đau đớn khác nhau. Cái mức độ đau đớn nhẹ nó khác mà đau đớn nặng nó khác. Và nói trong thân của chúng ta đó, mỗi khi mà chúng ta bị bệnh đau nhất khó chịu đó, thì thật ra cái cảm giác đó, nó cái sự đau đớn nó cũng không gì có giống nhau. Khi mà chúng ta bị đau đầu thì cái cảm giác đó, cái khổ thọ đó nó cũng khác với khi chúng ta bị đau răng. Và cái đau răng thì cái khổ đó nó cũng khác với cái đau bao tử. Và nó chi tiết như vậy đó. Rồi vô số cái trường hợp. Rồi chưa kể đó là cũng cùng cái khổ thọ đó, nhưng mà cái điều kiện tác động thì nó lại khác nhau. Có người đã bị đau đớn là do vì người khác đánh đập. Rồi có người đó là bị đau đớn là do vì họ tự hành xác theo một cái quan điểm nào đó. Ví dụ giống như là những người mà tu theo cái hạnh cố hạnh á, thì họ tin rằng là do cái việc mà mình ép xác như vậy đó, thì cái điều nó sẽ là nó làm cái phiền não của mình nó bị mài mòn. Thì cái khổ đó nó do vì cái nhân cái quan điểm tri kiến của họ. Và có thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng là cũng cùng là hai cái khổ, mà đôi khi cái khổ là do cái tâm thân, cái tâm sân nó tác động á, thì cái điều kiện mà nó trổ quả nó cũng cho cái thân thức khổ đó, nó cũng khác, do vì người ta đánh đập. Rồi cái mà do mà cái tâm tham mà nó cho cái thân thức khổ á, thì cái thân nó cũng khổ, nhưng mà do vì cái điều kiện mà sở dĩ mà bị khổ là do vì mình tự mình hành xác, hay là do một cái quan điểm sai lầm nào đó của mình cho nên mình khổ. Thì do đó nói về cái quả mà các vị thấy rằng là kể trong 12 cái tâm bất thiện và cái tâm nào nó cũng cho ra cái 7 cái quả này, khi chúng ta thắc mắc chúng ta thấy cái sắc thái của cái tâm nó khác nhau, cái tham nó khác, rồi cái sân nó khác, cái si nó khác, mà tại sao đều có quả giống nhau như vậy. Thì ở đây chúng tôi lặp lại cái quả đây là sở dĩ giống nhau là do vì chúng ta kể theo một kể theo cái phân loại, và cho nên thấy nó giống nhau, nhưng mà mỗi loại như vậy nó là sắc thái là biến sắc thái là thiên biến vạn hóa, không có kể ra được hết. Ở đây chỉ xin lưu ý nữa là nó còn một điều nữa là chúng ta nói thêm nha. Đây tôi nói thêm chứ còn bài học này thì cái đó là cái bài sau nữa thì mình mới có bài sau nữa. Đây chúng tôi nói thêm thôi. Nói theo vị thầy nào đó chúng ta học lẫn nó mở hoặc đơn nói thêm. Nên các vị đừng nhớ thêm. Tức là vị nào mà thấy là không có cần thiết đó, thì không có lưu tâm vì cái điều này được, bởi vì nhiều khi nó làm như vậy nó rối bài vợ. Thì chúng ta cần phải trở lại cái lộ trình tâm ở đây. Các vị không nghĩ chẳng được. Cái lộ trình tâm á là nó có ba cái trường hợp gọi là cái trường hợp tục sinh. Cái trường hợp thứ hai là hộ kiếp. Và trường hợp thứ ba là tử. Thì trong cái ba trường hợp này, nếu mà chúng sinh nào mà tục sinh bằng cái tâm nào đó, thí dụ giống như là cái tâm bằng cái tâm đại quả hợp trí vô trợ đi, tôi ví dụ nha, như đại quả hợp trí được trong tâm đại quả hợp trí đi, thì khi mà một chúng sinh đó mà tục sinh bằng cái tâm này, thì trong suốt cái khoảng thời gian trong kiếp sống đó thì cái tâm đại quả hợp tí này nó cứ sanh diệt như vậy. Nhưng mà chẳng qua gọi là cái giai đoạn đầu tiên đó thì gọi là tục sinh, mà giữa kiếp sống gọi là hộ kiếp.
và cái tâm đại quả hợp trí cuối cùng này nó chấm dứt sau cùng của đời sống, nó gọi là cái tâm tử. Nhưng mà ba cái thời điểm này đó thì nó cùng một loại tâm, là các vị nhớ là cùng một loại tâm chứ không phải là một tâm đó nó kéo dài nha. Bất cứ một cái tâm nào nó sanh lên nó chỉ tồn tại tại trong một cái thời gian cực ngắn, và sau này chúng ta sẽ học đến một cái đơn vị thời gian gọi là cái sắc na. Thì cái tâm đại quả này á, nó sanh liên tục như vậy, nó sanh liên tục như vậy. Nếu mà khi nào mà không có cái tâm, không có cái tâm bên ngoài khởi vào, mà sau này chúng ta học trong cái phần lộ trình tâm gọi là cái tâm khách quan đó, thì cái tâm đại quả này nó cứ sanh liên tục. Dạ. Tuy nó cùng một loại tâm nhưng mà ở đây đó thì nó có khác, là ví dụ giống như là một chúng sinh tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện. Rồi, tâm quan sát quả bất thiện. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như trường hợp trên. Tức là cái tâm quan sát quả bất thiện này á, thì nó cũng sanh liên tục. Nó sanh lên diệt kéo dài suốt kiếp sống. Trong suốt ba thời điểm tục sinh, hồi kiếp và tử. Nhưng mà tuy là cùng một loại tâm, nhưng mà có những cái tâm đó nó có một cái vai trò, nó có khả năng dẫn đi tục sinh. Cho nên cùng cái loại tâm tục sinh, hộ kiếp và tử cùng một loại tâm như vậy, nhưng mà nó có những cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện mà có năng lực dẫn đi tục sinh. Còn những cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện khác á, là nó chỉ có khả năng hộ kiếp thôi. Dạ, hộ kiếp. Thì tôi sở dĩ tôi nhắc cái trường hợp này nữa là do vì ở trong cái tâm bất thiện á, mà cái tâm mà tạo quả yếu nhất á, chính là cái tâm si phóng dật. Và cái tâm si phóng dật này á, khi tạo quả ra cũng bảy cái loại tâm quả bất thiện giống như là các cái tâm khác. Nhưng mà trong bảy cái loại tâm quả bất thiện này đó, thì đối với cái quả mà của tâm si phóng dật á, là nó chỉ có cho quả ở trong cái thời bình nhật thôi, chứ không có cho cái quả tục sinh được. Thì đây là cái khác biệt duy nhất ở trong cái tâm bất thiện, là cái trường hợp của cái tâm si phóng dật. Thì tuy rằng là cũng có bảy quả, nhưng mà bảy quả đó là chỉ bảy quả gọi là bảy quả bình nhật thôi, chứ không có quả thái tục. Còn mà đối với các cái tâm còn lại là tham sân si đó, khi mà chúng sinh tạo ra một cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ sản sinh nhiều cái lần bảy quả bất thiện, giống như là rất là nhiều lần cái tâm nhãn thức quả bất thiện, rất là nhiều lần cái tâm nhĩ thức quả bất thiện, rất là nhiều lần cái tâm tỷ thức, và rất là nhiều lần cái tâm quan sát quả bất thiện. Và trong cái nhiều cái tâm quan sát quả bất thiện đó, có một cái tâm nó đủ cái năng lực để nó tạo nên một cái đời sống của chúng sinh khác. Và cái đời sống mà của chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện đó là chúng sinh ở cõi khổ. Thì ở đây tôi chỉ nói thêm thôi, bởi vì cái phần nó hơi rắc rối là do vì nó nằm trong cái phần lộ trình tâm. Chúng ta chỉ biết là trong cái tâm bất thiện đó, thì nó cho ra bảy cái quả bất thiện đó, và bảy quả bất thiện đó chỉ trừ cái trường hợp của cái tâm si phóng dật, là cái tâm đó nó chỉ cho được cái quả trong bình nhật, chứ không có trong cái quả trong cái thời tái tục. Vậy là các vị Phật tử chắc tôi cũng biết luôn, để cho mình có vị Phật tử nào mà chúng ta muốn ghi bài đó thì chúng ta có. Ghi cho đầy đủ luôn. Tâm ngoại dục giới. Trước hết là tâm
quả bất thiện. Khi mà nói đến cái tâm quả bất thiện á, là các vị học viên lưu ý là chúng ta chỉ nói tâm quả bất thiện là đủ, chứ chúng ta không cần phải nói là cái tâm bất thiện vô nhân, bởi vì không không có cái tâm bất thiện, tâm quả bất thiện hữu nhân. Do vậy chúng ta chỉ có nói tâm quả bất thiện là đủ. Và cái trường hợp thứ hai thì chúng ta cũng không cần phải nói đến cái tâm quả bất thiện dục giới, là bởi vì trong cái tâm quả bất thiện thì nó chỉ có dục giới thôi, chứ nó không có cái tâm quả bất thiện sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì cái tâm bất thiện này, tâm quả bất thiện này đó, thì nó có hai trường hợp, đó là nó có là cái quả tục sinh, quả tục sinh và quả bình nhật. Trong quả tục sinh và cái quả bình nhật á, thì tất cả các tâm quả bất thiện này á, thì đều do 10 do 11 tâm bất thiện, do 11 tâm bất thiện. Trừ si phóng dật. Dạ, do 12 tâm bất thiện thì si phóng dật. Còn đối với cái si phóng dật á, si phóng dật thì nó chỉ cho được cái quả là cái quả bình nhật thôi. Tất nhiên là cái quả, tất nhiên là nếu mà kể đủ á thì nó cũng có tất cả là 7 tâm quả bất thiện, chỉ quả 7 tâm quả bất thiện có đủ. Dạ, 7 quả bất thiện. Nó ghi rõ đây là 7 quả bất thiện thời bình nhật. Còn đi sâu vào đi chi tiết nữa đó, thì chúng ta sẽ phải đi ở trong tìm hiểu ở trong cái lộ trình tâm. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần cái quả của cái tâm đại quả, tức là cái tâm quả thiện dục giới. À, nói đến cái tâm quả thiện á, thì nó còn phải gọi là cái tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Bởi vì cái nói về tâm quả thiện á, là phải thêm chỉ dục giới, thì quả thiện nó có cái quả, cái tâm quả thiện thì nó có sắc giới, có vô cái tâm quả đó. Thì thiện đó, thì nó có cái sắc giới, vô sắc giới. Ở đây chúng ta còn cái nói về cái tâm thiện, cái tâm quả thiện của trong cái cõi dục thôi. Và nói đến cái tâm quả thiện dục giới đó, thì chúng ta phải thêm chữ hữu nhân để phân biệt với cái vô nhân. Thì khi chúng ta nói cái tâm quả thiện dục giới mà vô nhân á, chính là 8 cái tâm trên, và hữu nhân là 7 cái, 8 cái tâm dưới. Giờ tới cái tâm quả thiện á, để mà chúng ta nói mà vô nhân á, thì chúng ta chỉ cho vô nhân á, quả đó nè. Hệ vô nhân thì chúng ta chỉ cho cái trên này, mà hữu nhân thì chúng ta chỉ dưới đây. Thì chúng ta biết hữu nhân ở đây gồm có nhân tham, nhân sân, vô tham, vô sân và vô si. Những cái tâm mà ly trí đó, thì có hai nhân là vô tham và vô sân. Còn những cái tâm mà hợp trí đó, thì có đủ cả 3 nhân là vô tham, vô sân và vô si. Thì ở trong cái quả bất thiện này chúng ta có 16 quả bất thiện, xin lỗi, 16 quả thiện, tức là 8 quả thiện vô nhân và 8 quả thiện hữu nhân. Hôm trước đó, nó có một cái vấn đề liên quan tương đối là dài dòng, cho nên khi mà tôi nói đến cái quả này nó do tâm tạo đó,
thì tôi nghĩ rằng cần phải để qua một cái buổi học riêng, chứ còn mà nói như vậy thì nó không hết. Trước hai đây chúng ta có cái tâm, tám loại tâm quả, tức là cái tâm quả, cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, rồi đại quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, rồi đại quả thọ hỷ ly trí vô trợ, và đại quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tương tự đối với bốn cái tâm xã này, thì các này các vị nhớ cái tâm tham như thế nào, thì cái tâm đối với cái tâm thiện hay tâm quả hay là tâm di tác thì chúng ta cũng nhớ như vậy. Nó chỉ khác một điểm đó là chúng ta thay cái hợp tà bằng cái hợp tà, cái ly tà bằng cái hợp trí với ly trí thôi, nó cũng dễ nhớ. Và đối với trường hợp của cái tâm sắc giới này và trong cái tâm vô sắc giới này, thì cái tâm loại thiện nào thì nó cho quả tương ứng, à, nó cho quả tương ứng với cái tâm quả đó. Giống như là cái tâm tâm thiện sắc giới sơ thiền thì nó cho cái quả tương ứng là tâm quả thiện sắc giới là sơ thiền. Tương tự đối với nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cũng vậy. Rồi đối với vô sắc thì nó cũng cho cái quả tương ứng. Nhưng mà riêng là đối với cái tâm mà cái tâm dục giới đó thì nó không có như vậy. Không phải đó là cái tâm nào nó cho quả, cho cái quả đó hết. Nè, không phải cái tâm nào cho cái quả đó, nó giống như là cái trường hợp của cái tâm dục, cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và cái tâm siêu thế. Vì chính cái điều này đó, cho nên là tôi phải dành một buổi đó thì tôi nói về cái quả thiện dục giới này. Ở đây chúng ta thấy là cái tâm thiện nó có cái tâm hợp trí và cái ly trí. Và trong cái nói về cái quả đó, thì cái hợp trí và cái ly trí nó ảnh hưởng cái quả rất là lớn. Đây là cái yếu tố quan trọng mà khi nói đến cái tâm thiện đó, tạo quả như thế nào đó, thì chúng ta phải lấy cái yếu tố là hợp trí với ly trí. Còn cái yếu tố mà về cảm thọ, hỷ, tài xã không kể ở đây, mà ở đây chúng ta phải lấy cái yếu tố quan trọng nhất. Yeah. Các vị ghi thì để vậy nhé. Rồi đây là tâm quả thiện dục giới. Thì trong tâm quả thiện dục giới này có hai là vô nhân và hữu nhân. Và cái nhân sanh đó, cái nhân sanh, cái tâm quả thiện dục giới này đó là chính là tâm thiện dục giới. Trong cái tâm thiện dục giới này đó, cái yếu tố quan trọng nhất để cho cái quả lớn quả nhỏ đó, trước hết đó là cái yếu tố trí tuệ. Yếu tố trí tuệ đây là hợp trí hay là ly trí. Rồi cái yếu tố thứ hai đó mới đến cái gọi là cái mạnh hay yếu.
cái mạnh cái yếu này á là nó do vô trợ hay là hữu trợ. Tuy nhiên chúng tôi không có để cái yếu tố vô trợ hay hữu trợ nằm ở bên ngoài mà chúng tôi lại nói rằng đây là nó do cái này thôi. Là bởi vì không phải tất cả những cái trường hợp vô trợ nào nó cũng cho một cái quả mạnh hết. Và cũng không phải tất cả những cái trường hợp hữu trợ nào nó đều cho quả yếu. Mặc dù phần lớn là khi mà chúng ta nói bằng cái tâm đại thiện mà hợp trí, dù thủy hay xã, nhưng mà nếu là vô trợ nó thì phần lớn là nó cho cái quả lớn. Ở đây thưa các vị làm có những quyển sách đó mà các vị Phật tử chúng ta sau này tham khảo hoặc cầm số các vị tham khảo đó, có giải thích rằng là sở dĩ mà được gọi là một cái tâm mạnh á là cái tâm thiện đó nó có đầy đủ cái tâm tư. Đầy đủ tâm tư là tư tiền, tư hiện và tư hậu, gọi là cái tâm đầy đủ tâm tư. Cái tâm đầy đủ tâm tư. Và nếu mà cái tâm nào mà đầy đủ tâm tư, tức là khi mà chúng ta làm thì chúng ta khởi lên cái thiện tâm trước khi làm, thiện tâm đang khi làm và thiện tâm sau khi làm, như vậy gọi là cái tâm đầy đủ cái tâm tư. Đó là khi mà chúng ta đọc sách đó, thì chúng ta rất có thể chúng ta hiểu lầm như vậy. Nhưng mà ở đây đó thì nên tôi phải nói thêm nữa, cái này chắc cũng phải mở mặt nữa. Là trở lại cái lộ trình tâm á, là các vị biết rằng là cái tâm á, nó sanh diệt rất là nhanh. Nó nhanh đến mức độ đó là không có một cái đơn vị thời gian nào để chỉ được. Mà ở trong kinh chỉ dùng cái đơn vị gọi là khaná. Và chữ khaná này đó, do vì không có đơn vị thời gian tương đương cho nên chỉ có phiên âm thôi. À, phiên âm chứ không phải dịch. Phiên âm tức là sát na. Và chúng ta tạm mường tượng là trong một cái thời gian ngắn bằng hàng, chỉ bằng một phần tỷ giây. Và chúng ta cứ mường tượng như vậy. Trong kinh ví dụ cũng như là cái thời gian ngắn ngủi bằng một cái tâm của chúng ta đó, mà cái thời gian ngắn giống như là một bốn ngón tay đó, thì cái tâm nó đã sanh diệt hàng triệu 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 lần rồi. Dạ. Cho nên cái sát na này đó là chúng ta hiểu rằng nó là một cái đơn vị cực ngắn. Và trong cái tiến trình mà diễn tiến của tâm nó như thế này, giả sử giống như là khi một người đã khởi lên cái tâm thiện và khởi lên cái thiện tâm, thì cái tâm đại thiện đó nó chỉ sanh khởi chỉ có 7 lần thôi, gọi là 7 sát na. Dạ, nó chỉ sanh khởi là 7 sát na. 7 sát na rồi nó diệt. Và nếu chúng sinh đó nó còn cái tâm thiện đó, thì sau 7 sát na đó nó tiếp tục một cái dòng tâm thức mới, tức là nó có xen kẽ những cái tâm khác không phải là cái tâm thiện, và 7 sát na đó nó lặp lại một lần nữa. Và nó cứ lặp đi lặp lại nhiều chập 7 sát na đó, gọi là nhiều cái lộ tâm. Thì khi mà chúng ta nói đó là một cái tâm đầy đủ tâm tư, tức là hoan hỷ trước khi làm là tâm tư nha. Cái tâm tư này, nếu mà chúng ta hiểu thông thường á, là đó là thời gian trước khi làm, rồi đang khi, và sau khi. Thì thật ra đó, chúng ta có làm nhanh như thế nào đi nữa thì nó cũng không có thể nào mà nó giống như, nó nhanh giống như là cái lộ trình tâm diễn tiến. Do vậy không có cái trường hợp một cái tâm nào mà nó đầy đủ cái tâm tư giống như là cái khái niệm chúng ta nghĩ rằng là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Bởi vì trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm đó là một cái thời gian rất là dài.
Và cái thời gian đó mà nếu mà cái tâm thiện mà nó sanh lên á, thì nó phải sanh diệt hàng tỷ lần, chứ không có thể nào mà có một cái tâm thiện một sát na, giờ nó không có nha. Không có một sát na thiện nào. Mà nó đủ cái thời gian nó tồn tại suốt từ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, để có thể gọi là cái sát na đó, cái tâm đó là đầy đủ cái tâm tư. Nhưng mà đầy đủ cái tâm tư ở đây là sao? Là khi mà chúng ta khởi lên một cái thiện tâm, thì cái thiện tâm đó đó, thật ra đó, cái thiện tâm đó nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là hai người đều thọ trì ngũ giới, đều dùng cái tâm thiện thọ trì ngũ giới. Nhưng mà khi mà cái tâm thiện thọ trì ngũ giới đó, đó cái mức độ quyết tâm đó, nó khác nhau. Có người đó thì khi mà họ thọ trì quy giới đó, cái tâm đó nó mạnh đến mức độ mà nếu mà họ có gặp những cái thử thách khó khăn nào thì họ cũng không có vi phạm giới. Mặc dù trong suốt cái thời gian họ giữ giới họ không có gặp cái thử thách đó, nhưng mà cái tâm đó nó mạnh đủ sức, giả sử như là có thử thách đó, thì nó cũng không lui sùng. Ví dụ giống như là người Phật tử đó khởi lên cái tâm thiện thiện muốn giữ giới trong một ngày và một đêm đó, thì nó có nhiều cái mức độ quyết tâm khác nhau. Như là một vị Bồ Tát toàn giác á, trong cái khi mà ngày hành ba la mật bờ gọi là bậc thượng á, thì ngày trong cái suốt cái khoảng thời gian đó, cái tâm của ngài nó mãnh liệt đến mức độ dù cho mất mạng sống ngài cũng không có vi phạm cái giới đó. Thì cái quyết tâm đó đó, nó mãnh liệt như vậy đó, gọi là cái tâm mạnh. Còn trở lại cái trường hợp tam tư á, là không phải là một tâm đó nó dài từ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, mà cái tâm đó nó mãnh liệt đến mức độ á, mà cái tâm đó nó sẵn sàng, nó hoan hỷ trước khi làm, nó sẵn sàng, nó hoan hỷ trong đang khi làm, và nó sẵn sàng hoan hỷ sau khi làm. Và nếu mà nó có bị thử thách gì đó thì cái tâm đó nó cũng không, nó không có lui sụp. Như vậy mới gọi là cái tâm mà nó có khả năng đầy đủ cái tâm tư. Không biết là các vị Phật tử, tôi dạy cái lớp này, khi tôi dạy dòng không biết các vị nghe kịp không? Bởi vì tôi lặp lại là cái tâm tư mà thông thường mà chúng ta hiểu đó là cái công việc, cái thời gian trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Và khi đó chúng ta đọc trong một số sách đấy, giải thích rằng là một cái tâm đầy đủ cái tâm tư, thì một là chúng ta tin vội liền là cái tâm đó là nó cái tâm hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Nhưng mà nếu chúng ta tin vội như vậy đó thì tự nhiên chúng ta phải hình thành ở trong đầu chúng ta là có một cái loại tâm mà nó kéo dài từ cả ba cái thời điểm đó. Nhưng mà kỳ thực hoàn toàn nó không có một cái tâm nào mà có cái thời gian dài như vậy hết. Bởi vì tôi nói các vị, trong cái thời gian mà một khẩy móng tay đó, một bốn móng tay như vậy đó, là cái tâm nó sanh diệt hàng triệu hàng tỷ lần, thì lấy gì đâu một tâm mà nó có đủ cái tuổi thọ để kéo dài suốt cái ba cái thời điểm đó. Mà sở dĩ gọi là cái tâm mạnh, tạo được cái tâm mạnh tâm tư á, tức là cái tâm đó nó sẵn sàng, nó hoan hỷ trong bất cứ một cái thời điểm nào, như vậy gọi là cái tâm đủ tâm tư. Mà sau này các vị coi một số sách ví dụ pháp nói rằng là cái tâm có đầy đủ tâm tư á. Và chính cái tâm đó đó, cái tâm mạnh như vậy đó, thì cái tâm đó, đó nó mới cho cái tâm mạnh như vậy và hợp trí đó, thì cái tâm đó nó mới cho hết tất cả là 16 quả, tức là 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Thì trả lại cái câu hỏi của cô Nhung khi nãy đó, là tại sao mà một tâm đại quả hợp trí, tức là tâm hợp trí, lại trong đó nó có cho cái quả, cho 4 cái quả ly trí nữa. Thì tôi xin thưa với cô rằng không phải nó chỉ cho thêm 4 quả ly trí thôi, mà nó cho tất cả là 12 quả ly trí, chứ không phải chỉ có 4 cái tâm đại quả ly trí. Bởi vì tại sao 12 quả ly trí?
bởi vì nó còn cho thêm 8 cái quả vô nhân. Quả vô nhân tức là cái quả ly trí, chứ không phải là cái tâm hợp trí lúc nào nó cũng cho cái quả hợp trí hết, mà nó cho cái quả trong đó có những cái quả của cái quả ly trí. Do vậy chúng có nghĩa là nó không có nghĩa là chúng ta hiểu một cách máy móc là cái tâm thiện, giống như là chúng ta cho ai đó một cái muỗng cơm thì cái quả nó phải là một muỗng cơm, không phải là như vậy. Thì cái tâm đại thiện mà mạnh nhất, mà nó đủ năng lực, như đủ cái năng lực để hoan hỷ cả ba cái thời điểm trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm đó, với cái tâm đó gọi là cái tâm mạnh. Và những cái tâm này phần lớn là những cái tâm vô trợ, và chính vì cái điều này cho nên khi mà tôi nói đến cái nhân sanh của cái tâm, mà cái nhân sanh mà cái quả lớn á, thì cái vô trợ và cái hữu trợ tôi để trong hoạt đơn, và tôi nói đến cái yếu tố mạnh và yếu của cái sở hữu tư. Và cái sở hữu tư này nếu mà được làm bằng một cái tâm vô trợ, thường thường đó là những cái tâm mạnh, nhưng mà không phải là luôn luôn. Rồi trường hợp đối với cái tâm hữu trợ cũng vậy, mặc dù là làm bằng cái tâm hữu trợ, nhưng mà có cái trường hợp đó là cái hữu trợ đó gọi là cái hữu trợ hợp trí. Và cái ở đây nó còn cái trường hợp nữa, đó là trường hợp nói chúng ta nói về cái tâm vô trợ và hữu trợ. Có đôi khi chúng ta minh họa hai điều này bằng những cái ví dụ, chẳng hạn giống như là chúng ta ví dụ rằng là cái tâm hỗ trợ đó, là trường hợp của một người, như chúng ta đang đi và chúng ta gặp một người hành khất và họ xin mình một ít tiền, và khi đó chúng ta do dự một chút đó, thì chúng ta mới cho họ, như vậy gọi là cái đó là cái tâm thiện hỗ trợ. Và khi đó nếu mà chúng ta cho bằng cái tâm hoan hỷ đó, gọi là cái tâm thiện hòa hỷ hỗ trợ. Hoặc là nếu mà chúng ta tạo cho một cái tâm thản nhiên, nó không có vui thích trong đó đó, thì gọi là cái tâm thiện mà thọ xả mà hữu trợ. Thì những cái đó là cái chúng ta chỉ có ví dụ minh họa để hiểu về cái chữ hữu trợ thôi. Chứ còn mà thật ra đó, thì trong một cái diễn tiến của một cái lộ trình tâm á, thì như chúng tôi thưa khi nãy với các vị đó, là cái tâm thiện của chúng ta đó, nó không có thể nó tồn tại nó quá lâu. Thứ nhất là mỗi cái đơn vị sát na đó là nó chỉ tồn tại trong một cái khoảnh khắc cực ngắn, và mỗi cái dòng cái tâm lộ tâm như vậy đó là nó chỉ có 7 cái sát na thôi, giờ nó chỉ có 7 cái tâm, 7 cái sát na thiện, và nó chỉ có 7 cái sát na thiện mà nó diệt đi. Thì khi mà như thế này, chúng ta đưa ra một cái tình huống nào đó, một người cho một người ăn mày một ít tiền, thì thật ra nó đứng về cái mặt cái dòng tâm thức đó, khi đó đó là cái tâm thiện của một người bố thí đó, đó họ nhiều lần họ sanh lên bảy cái tâm thiện động lực này, nó sanh lên nổi diệt rồi nó qua một cái dòng tâm thức mới, và nó qua một cái dòng tâm thức mới cũng 7, rồi cái nó diệt, rồi nó hiện lên 7 lần liên tục, rồi nó diệt, rồi nó 7 lần liên tục nó diệt. Và cái thời gian đó thì tùy theo cái tâm thiện người đó kéo dài hay không, mà những cái chập động lực hay là những cái dòng tâm thức đó, nó nối tiếp với nhau. Và trong đó nó có trường hợp là cái chập động lực đầu đó, nó là hỗ trợ. Đó, cái chập động lực đầu nó là hỗ trợ. Và sau đó đó thì rất có thể là nó vô trợ.
rồi sau đó có thể là nó hỗ trợ, hoặc là nhiều lần hỗ trợ trong đó nó có xen một lần vô trợ, hoặc là nhiều lần vô trợ nó có xen một lần hỗ trợ. Thì bởi vậy khi mà bởi vậy khi mà chúng ta đưa ra một cái tình huống ví dụ á, là các vị học viên nên nhớ đây là chúng ta chỉ là cái ví dụ tương đối thôi, tức là chúng ta để nhờ cái hình ảnh đó mà chúng ta liên tưởng đến một cái hành động chậm trễ do vì do dự, hay là cái hành động mà dứt khoát không cần phải có động lực thúc đẩy. Nhưng mà chúng ta học cái lộ trình tâm thì chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái quá trình đó thì dù cho ban đầu là có thể là có hỗ trợ, nhưng mà cái tiến trình diễn tiến tâm đó thì rất có thể sau đó là nó là vô trợ, và rất có thể sau đó nó hỗ trợ rồi vô trợ, hỗ trợ nó vô chừng không có nói được. Và cái này nó dài dòng quá, tôi biết các vị có ngán không, tôi dài mà tôi cũng còn ngán luôn. Dạ không ngán đâu thưa sư, dạ rất là hay ạ. Dạ thưa, rồi còn khi mà chúng ta nói về cái điều kiện mà tạo nghiệp á, nó còn có hai. Và cái điều kiện tạo nghiệp á. Điều kiện tạo nghiệp giờ. Điều kiện tạo quả thì nó rõ hơn. Là trước hết á, là về nó còn hai phương diện nữa. Thứ nhất á, là về tâm của mình. Rồi. Tâm đó là thí dụ như là mạnh hay là yếu. Tâm mạnh yếu. Và cái tâm mạnh yếu đây tức là nó có cái hợp trí nè. Dạ, chia màn hình giùm đi sư ạ. Dạ. Chưa có chia sẻ màn hình nữa sư. Dạ. Dạ, các vị có thấy chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, trong đó có hợp trí, ly trí, vô trợ, vân vân. Dạ, vô trợ, hỗ trợ. Dạ. Đó, trường hợp đó là mạnh yếu. Đó là về phía người làm. Rồi cái thứ hai nữa, nó còn có một cái vấn đề tác động rất là lớn cho phương diện tạo quả, đó là cái đối tượng. Cái đối tượng mà chúng ta làm. Ví dụ giống như là cùng một cái tâm đó, chúng ta ví dụ nha, cùng một cái tâm đó, cái cường độ đó, nhưng mà cái đối tượng chúng ta làm khác nhau thì cái quả nó khác nhau. Ví dụ giống như là chúng ta cái tâm của mình á, ở đây chúng ta ví dụ thôi, là chúng ta điều cho hai người với một cái tâm trạng giống nhau, tức là đều là cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Nhưng mà cái đối tượng mà chúng ta làm cái việc thiện đó nó khác nhau thì cho quả khác nhau. Nếu cũng cái tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ đó, mà cái đối tượng là người ăn mày, nó khác với một cái đối tượng của một vị thánh hữu học. Một vị thánh hữu học nó khác đối tượng một vị thánh A-la-hán. Một vị A-la-hán nó khác đối tượng một vị A-la-hán thanh văn, nó khác đối tượng một vị A-la-hán độc giác còn giác. Do vì cái quả mà chúng ta làm nó còn do cái đối tượng mà mình làm, cho nên khi mà chúng ta nói đến cái quả đó, thì ngoài cái sức mạnh của cái tâm mình, nó còn ảnh hưởng rất là lớn cái đối tượng chúng ta làm. Bởi chính vì điều đó mà có một số cái tâm tuy rằng là đó là cái tâm hỗ trợ, nhưng mà nó còn được tác động bởi cái đối tượng nó tốt hơn. Ví dụ giống như là chúng ta cho đến cái loại bàn sinh bằng cái tâm thiện hợp trí mà vô trợ, nhưng mà cái đối tượng của chúng ta bố thí đó là loại bàn sinh, trong khi đó một người kia đó thì họ
họ làm bằng một cái tâm đại thiện hợp trí mà hữu trợ, tức là nó không mạnh như vô trợ, nhưng mà cái đối tượng của họ là một cái đối tượng công đức lớn hơn, giống như là một người có giới, một người chứng thiền, một người chứng đạo quả. Thì đôi là những cái trường hợp đó, đó là tuy rằng là cái tâm yếu hơn mà nó lại cho cái quả lớn hơn, bởi vì nó còn có một cái điều kiện gây cái điều kiện tạo ra cái quả quan trọng, đó là cái đối tượng. Đối với cái ác nghiệp cũng vậy, là tuy rằng một cái tâm làm ác nhưng mà cái đối tượng nó nhẹ thì nó quả nó nhẹ hơn. Nó giống như là một người nó dùng một cái tâm sân vô trợ mà chúng ta để giết một cái loài thú vật, thì cái tâm vô trợ đó lại nó cho cái quả nhẹ hơn là một cái tâm hữu trợ, nhưng mà cái đối tượng nó giết lại là nhầm cái đối tượng, như là cha mẹ của mình hay là một người có giới hay là một vị thánh nhân, thì cái nó quả nó khác. Chính vì điều này nó cho nên khi mà nói về cái khả năng tạo quả mạnh yếu chúng tôi để ra ngoài và cái vô trợ và hữu trợ nó chúng tôi để vào trong, là bởi vì nó có những cái trường hợp như vậy. Nếu mà cùng một loại tâm giống nhau, cùng một cái đối tượng giống nhau, thì cái vô trợ nó mạnh hơn hữu trợ. Biết các vị Phật tử chúng ta có ghi bài kịp không? Trong cùng một cái tâm giống nhau, chúng ta giả sử nha, trong cùng một tâm giống nhau, cùng một cái đối tượng giống nhau, thì cái vô trợ mạnh hơn hữu trợ. Nhưng mà nếu trong cùng một tâm giống nhau mà cái đối tượng khác nhau, thì cái vô trợ hữu trợ đi, nó thuộc về cái phần phụ. Là các vị nào nghe kịp? Dạ. Dạ, ngày hôm nay là chúng ta học thêm về cái quả của cái tâm, cái quả của cái tâm dục giới. Bởi vì như tôi nói các vị, nó tới cái phần sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái tâm nào thì đi theo cái quả đó thì nó dễ, nhưng mà do vì cái phức tạp của cái tâm dục giới cho vậy đó, thì chúng ta phải học nó một cái phần riêng. Như vậy thì ở đây chúng ta học, chúng tôi hỏi dạy, mà nếu mà hết giờ thì có thể phần câu hỏi được là cái chúng ta sẽ dời vào ngày sau nha. Thì các cái do vì các cái yếu tố này á, mà nó dẫn đến khái quát, chúng tôi nói chỉ đến chữ khái quát trong này, chúng tôi đa dạng nhiều lắm. Nó khái quát đúng là chúng ta khái quát có bốn cái trường hợp thôi. Cái trường hợp mà cái điều kiện mà hợp trí mà tối ưu, cái tâm đại thiện hợp trí tối ưu, chẳng hạn giống như là chúng ta có cái tâm vô trợ, rồi cái tâm đó tâm vô trợ mà lại cái tâm mạnh nữa. Trong cái trường hợp mà hợp trí mà chúng tôi xài với mạnh nó nhiều cái do mà nó mạnh, thì nó cho ra tới 16 quả. Trong trường hợp mà hợp trí mà yếu á, thì nó cho ra 12 quả. Trong đó là 12 quả là nó trừ 4 cái quả ly trí. Trừ 4 ly trí. Quả ly trí hữu nhân. Trong trường hợp mà ly trí nó cho nó trường hợp mạnh á, thì mạnh nó thì cũng cho 12 quả, mà nó trừ lại là trừ 4 quả. Trừ 4 quả hợp trí. Trừ quả hợp trí. Cái trường hợp mà yếu nhất thì nó chỉ cho có 8 quả. 8 quả vô nhân thôi. Và cái 8 quả vô nhân này nó là cái trường hợp mà nó... Đó là chúng ta có bốn cái trường hợp cho cái quả khái quát.
Còn cái phần mạnh, phần yếu đó, như nãy chúng ta thưa với các vị. Thì do vậy đó, do vì cái phần tạo quả này nó có bị ảnh hưởng bởi cái nhân tác động ở bên ngoài, giống như là cái đối tượng mà chúng ta gây ra tội ác hay là đối tượng mà chúng ta làm thiện. Do vì nó ảnh hưởng cái đối tượng này rất là lớn, do vậy đó, đôi khi những cái ảnh, cái đối tượng này quá lớn, cho nên là dù cho một cái tâm mà nó yếu ớt nhưng mà nhầm cái quả, nó nhầm cái quả lợi, cái đối tượng mà, cái đối tượng mà cho cái đối tượng mà đức độ giống như là chư vị thánh nhân vân vân á, thì nó vẫn có thể để cho cái quả lớn. Và chính vì cái phức tạp như vậy, chúng tôi phải dành một cái buổi học để chia sẻ với các vị. Thì chúng tôi kết thúc buổi học ở đây. Các vị Phật tử nào chúng ta có cái thắc mắc thì các vị cứ gửi câu hỏi. Nếu mà các vị nào mà chúng ta không có tiện hỏi thì chúng ta có thể nhờ cái cô MC đọc dùm. Còn nếu mà các vị nào mà có thể hỏi được thì chúng ta hỏi cầm, chúng ta cầm mic hỏi thì nó dễ hơn. Dạ. Thưa sư, sư cho con hỏi ạ. Con kính đại lễ. Thưa sư, hôm nay học đến cái bài này thì con không hiểu lắm, bởi vì con cũng mới biết học thôi. Nhưng mà khi đi làm phước á, thì con thấy một cô bạn của con, ví dụ như là cô ấy cứ dành tiền để cô ấy đi sang Ấn Độ hoặc cô ấy đi Myanmar chẳng hạn. Thì cô bảo là cô ấy muốn dành tiền để cúng dường những vị cao tăng thì cô ấy có nhiều phước hơn. Thế thì con thì cái lúc đó là con chưa hiểu gì về cái tâm con, thì con cũng chỉ nghĩ là kiểu như là gặp cái trường hợp nào thì là con cũng làm thôi với một cái khả năng của con. Thế nhưng mà khi mà cô ấy nói như thế thì con cũng nghĩ là cô ấy là cái người có cái kiểu sự kén chọn để cầu một cái quả lớn hơn. Nhưng mà hôm nay con học cái bài này thì cô ấy nghĩ như thế có đúng không ạ, thưa sư? Vậy nó đúng một cái phương diện. Nó đúng được cái phương diện là mình có cái đối tượng, cái đối tượng cho quả lớn. Mình giả sử giống như là ở Myanmar là do tiền, ở đó có những cái các ngày tinh thông tâm tạng, rồi các ngày chuyên tu thiền định vân vân, thì có đúng được cái phương diện là đúng được cái đối tượng. Nhưng mà đôi khi á, là do vì nó có cái trường hợp thứ hai, do vì mình bố thí hay mình cúng dường, mình làm phước á, mà mình cứ mong cầu được cái quả lớn, và chính cái tâm mà mong cầu đó nó làm cho cái thiện tâm của mình nó suy giảm, là bởi vì chúng ta cái tiền não, cái tham nó chi phối. Và khi đó nó là về cái phương diện đối tượng mình có, nhưng mà về cái phương diện cái tâm của mình thì nó lại là yếu. Dạ, thì cái nói là sư chia sẻ với cô như vậy. Dạ, con kính tri ân sư, con hiểu rồi ạ. Con kính tri ân sư ạ. Và thôi thì cứ học thời mà làm thôi ạ. Vâng ạ. Dạ. Bởi vì nên có một cái câu chuyện liên quan như thế này là cô. Làm có một lần á, vua Bá Xê nó đi hỏi Đức Phật á, bạch Thế Tôn, trong trường hợp nào nên bố thí cúng dường. Thì Đức Phật này trả lời, khi nào tâm hoan hỷ. Ừ. Đúng ra là này, nếu mà có tiện mà nhớ chính xác thì hãy dẫn cho cô coi cái bài kinh đó, cái đoạn kinh đó. Rồi cái câu hỏi thứ hai, vị hỏi bạch Thế Tôn như thế nào thì cho cái quả lớn. Thì Đức Phật nói, thưa đại vương, trường hợp nào nên bố thí và trường hợp nào cho quả lớn, đây là hai câu hỏi khác nhau. À, thì trở lại là hãy mà khi nào, trường hợp nào nên bố thí nữa, là Đức Phật cần nói khi nào mà cái tâm hoan hỷ. Và thật ra cái lớn ở đây nó còn nhiều cái chi tiết phức tạp, giống như là cái quả lớn, mà cái quả lớn nó là cái quả lớn mà hủ lậu hay là cái quả vô lậu. Ví dụ giống như là trường hợp của một người á, họ làm phước do vì họ còn mong cầu cái hạnh phúc luân hồi, cho nên là họ muốn tạo rất là nhiều cái phước báo để mà đời sau họ được nhận cái quả đó. Dạ. Rồi có cái trường hợp á, là của một vị Bồ Tát á, là các ngài không cầu cái quả báo luân hồi mà các ngài bố thí đó để cho cái tâm thanh tịnh. Ví dụ giống như này, ngài thấy rằng là để mà chấm dứt cái dòng luân hồi này á,
là chỉ khi nào mà cái tham giảm, cái sân giảm và cái si giảm. Do vậy tất cả các cái công đức của ngài làm là nhằm để ngài giải cái tâm của ngài. Dạ. À, để cho cái tâm của ngài giảm. Thì khi đó nó các vị Bồ Tát các ngài làm là ngài không có phân biệt đối tượng. Dạ. Bởi vì vấn đề ở đây nó đang là cái quả mà cái quả vô lậu. Thì khi mà nói đến dạ. cái quả lớn đó, thì có đôi khi chúng ta nói vì trong một cái tình huống nào đó thì chúng ta kể vậy thôi, chứ còn mà có nhiều cái trường hợp khác là do đó là có đôi khi đó là nó cho cái phước lớn mà nó là cái phước lớn của một cái hỗn lậu thôi. Rồi dạ. có những cái trường hợp là không có đối tượng tốt nhưng mà lại là nó có cái quả rất là tốt rồi do vì cái phước vô lậu. Dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con hiểu rồi ạ. Mời Dã Quỳ Nguyên Giang ạ. Dạ, em ơi, con hỏi cũng trùng ý với cái cô đó đó sư. Alo. Dạ. À, là dạ. tức là khi mà nói Đức Phật nói bố thí hợp thời á, thì nó lại rớt vô trường hợp thứ nhất là tâm mạnh yếu phải không sư? Dạ, nó có cái điều kiện đó nữa. Dạ, cái điều kiện mà nhân sinh làm cái phước báo đó, nó cái mà cái cho quả lớn đó, nó còn nhiều cái lý do nữa. Dạ. dạ. Nói nhiều cái điều kiện. Dạ. Tức là đối tượng thì như cô đó có hỏi làm chọn lựa nhưng mà cuối cùng có một cái con nhớ là có một cái đoạn kinh là nói là thì bố thí đối tượng này nhưng mà cuối cùng đó là bố thí hợp thời, thì tức là nó trở lại rớt vô trường hợp một và do cái tâm mạnh yếu đó phải không sư? Dạ, nó hợp thời ở đây nó có liên quan đến cái gọi là cái hợp trí. Dạ. Do vì có trí cho nên mà mới biết làm hợp thời. Dạ, xa thú. Con cảm ơn sư. Dạ, con kính sư vị ân sư. Hôm nay sư giảng cái bài pháp này rất là chi tiết để chúng con còn hiểu sâu hơn cái bài học về vi diệu pháp này. Dạ, con kính lãnh đề sư. Tôi cũng sợ là các vị ngán. Chứ còn mà nói mà cái chi tiết này nó rất rất là nhiều. Dạ thưa không vì... sư. Dạ. dạ. Nhờ vậy mà tụi nó... con mới hiểu sâu bài hơn sư. Mà nó không có dài dòng á thì tôi cũng tiếc là khi mình đi qua rồi cái mình trở lại như đi lâu sâu quá các vị Phật tử có câu hỏi liên quan. Dạ. Và tôi nghĩ mình không có cần học nhiều, nghĩ cho học cái nào mà các vị nắm được cái đó thì nó cũng quý, chứ còn mình nói nhiều rồi chúng ta đi kể cái gì hàng chúng ta học rất là sâu vào trong nhưng mà cái phần đầu mà mình không có nắm được thì nó cũng phí thời gian. Dạ thưa sư, có một câu dạ. hỏi của đạo hữu Phạm Hạnh. Dạ vậy trường hợp hợp trí và ly trí, sư có thể cho con ví dụ cho dễ hiểu được không bạch sư? Dạ đó là câu hỏi của đạo hữu Phạm Hạnh ạ. Cái hợp trí và cái ly trí, ví dụ giống như là vì đó trong khi mà khởi lên cái tâm thiện á, là vì đó còn suy xét đến cái nhiều cái khía cạnh. Ví dụ giống như là khi đó nó đi cùng với chánh kiến, vị này hiểu rằng là đây làm việc này á, nó sẽ khó tạo được cái quả như thế này. Làm cái việc thiện thì có quả thiện, mà tránh được cái quả ác thì mình không có bị, tránh được cái nhân ác thì mình không có bị quả ác. Đó là một cái khía cạnh hợp trí. Cái cạnh hợp trí khác á, là ví dụ như là vì nó làm suy xét đó là làm như thế nào tốt nhất. Ví dụ giống như là trong kinh là nói là lần đầu tiên mà ngày nó là Phật đó, lúc mà ngày chưa xuất gia đó, thì khi ngày đang đi tìm đạo đó, thì ngày gặp ngài A Xá Trí đang đi khất thực. Và khi đó, đó với một người đại trí như là ngày Xá Lợi Phất đó, thì lúc đó là ngài biết rằng là cái công việc đó, mình sẽ làm như thế nào. Ngài nghĩ rằng đây là cái thời điểm mà đang vị này đang đi khất thực. Do vậy đó là ta không tiện để hỏi đạo, người ta không có tiện phục vụ. Và do đó ngài âm thầm đi phía sau lưng ngài A Xá Trí. Cho đến khi mà ngài A Xá Trí mà ngài đã đi khất thực rồi, mà ngài ngồi xuống gốc cây ngài thọ thực. Thì khi đó ngài sẽ là phát biểu lộ với sự tôn kính đến lãnh lễ. Rồi đến phục vụ giống như là nước hay là cái gì đó cho ngài A Xá Trí. Như vậy thì cái dòng tâm thức đó như thế nào? Khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài khởi lên cái sự hoan hỷ, khởi lên cái thiện tâm đối với ngài A Xá Trí, thì ngài sẽ suy xét rằng cái việc mình làm tiếp theo sẽ làm như thế nào. Hoặc giống như là một số vị
thì mình nghĩ rằng là những cái con sinh, những cái chúng sinh này nó coi như là loài chim, loài cá, nó đôi khi bị nhốt trong cái thời gian dài, nó yếu ớt. Và nếu mà mình phóng sinh nhầm cái chỗ mà có nhiều người đông, thì rất có thể là những con vật đó nó còn yếu, nó chưa có bơi xa được, chưa có bay xa được, thì nó sẽ bị bắt lại. Do đó vị đó sẽ nghĩ rằng mình nên phóng sinh những cái loài cá này, những cái loài chim này ở nơi nào mà nó không có bị bắt giữ. Như vì đó cũng là cái trường hợp là vị đó dùng cái trí tuệ suy xét. Và còn lại thì nó rất rất là nhiều. Dạ, xin mời các vị Phật tử khác. Dạ, thưa sư, đạo hữu Phạm Hạnh còn hỏi thêm là về vấn đề cân nhắc số tiền mình cúng dường, thì đó là hữu trợ hay vô trợ ạ? Dạ, cân nhắc có hai. Cân nhắc là có nên làm hay không nên làm, thì nó thuộc về cái hữu trợ và vô trợ. Còn cái cân nhắc thứ hai đó là cân nhắc cái cách làm như thế nào, thì cái cân nhắc đó nó không thuộc về vô trợ hay hữu trợ. Dạ. Ví dụ giống như là các vị Phật tử, nó rộng lên. Ví dụ như là các vị Phật tử chúng ta chuẩn bị 100.000 để cúng chùa, rồi khi đó các vị nên cân nhắc là mình nên là dành cái tiền hoa là 20.000, rồi cái tiền cúng dường nước chư tăng là bao nhiêu ngàn để cho nó vừa với công việc. Thì cái sự cân nhắc đó là không phải là vô trợ hay hữu trợ, mà cái sự vô trợ hay hữu trợ nha. Chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị cúng dường, nhưng mà chúng ta thấy là mình một là mình cúng dường mà hiện tại đó thì gia đình mình đang thiếu thốn, do vậy là mình không biết là mình cúng không, thì cúng đôi khi là nó thiếu hụt, rồi có đôi khi là cái tâm liên tiếp của mình nghĩ là cúng số này thì nó nhiều quá cho nên mình cúng số ít vân vân, thì cái sự cúng đó là cái gì, suy nghĩ đó là vô trợ hoặc là hữu trợ. Dạ, thưa sư, đạo hữu Phạm Hạnh đã tri ân sư. Dạ, xin mời đạo hữu Alan Aibat có ý kiến ạ. Dạ, đạo hữu Alan có ý kiến không ạ? Xin MC cho Tấn Thiên có ý kiến ạ. Dạ, xin mời Tấn Thiên. Dạ, mời. Dạ, thưa sư, sư cho con hỏi là con có nghe trong một cái bài giảng của sư Giác Nguyên ấy, sư có nhắc á, là khi mình đi bố thí đi cúng dường ấy, với cái tâm là như là một người đi thả chim ấy, thì phước báo nó rất là lớn, nó lớn. Còn bố thí với cái tâm thả diều là với một cái tâm tham, thì con cũng đang thắc mắc, cái xin sư giải nghi cho con. Sư thủ con tri ân sư. Thật ra thưa anh, là bởi vì tôi cũng chưa có nghe cái bài giảng của sư Giác Nguyên cái đoạn đó. Nhưng mà theo tôi hiểu cái ý của sư Giác Nguyên nói đó, là khi mà chúng ta bố thí bằng cái người giống như người thả chim đó, mà chúng ta không có nghĩ là chúng ta bắt lại. Còn khi mà chúng ta làm với cái tâm của người thả diều, mình thả diều mình đâu có cắt luôn cái sợi dây, mình còn cầm cái sợi dây, tức là mình muốn kéo lại, mình đã cho đi thì mình muốn nhận lại cái gì đó. Còn cái thái độ của người thả chim là mình không có cột dây nó, tức là mình đã cho đi luôn, không nghĩ mình đã nhận lại. Đó có phải là cái ý của sư Giác Nguyên giảng hay không thì tôi không có nghe cái bài pháp đó. Thì nếu mà cho mà công kinh nói là trong hai người làm phước, mà một người á làm phước với cái tâm bị trói buộc bởi quả báo á, thì cái phước nó ít hơn là cái người làm phước mà không bị trói buộc quả báo. Ví dụ giống như là cả hai người đều làm phước, giống như hai người đều cho một người ăn này đó, nhưng một người nó nghĩ rằng là mình cho như vậy để đời sau được cái này được cái kia, còn người kia đó là chỉ vì lòng bi mẫn đối với người ăn này họ cho, thì trong đó cái người mà không nghĩ đến cái quả báo thì lại là quả báo lớn hơn. Thì có thể cái hình ảnh của Sĩ Giác Nguyên đó là cái người thả chim đó, tức là người ta thả con chim bay đi luôn mà họ không có nghĩ là họ phải kéo lại, họ không giữ lại.
Còn cái người chơi diều thì lúc nào họ cũng cột sợi dây, họ thả cho con diều nó bay cho đẹp đó, rồi nó thì họ cũng thu hồi con diều lại, họ cắt. Thì cũng giống như là một người cho ra mà lúc nào mình cũng muốn là cái phần mình có được cái hồi đáp lại. Dạ. Dạ. Dạ thu, con xin tri ân sư ạ. Dạ mô Phật. Dạ xin mời đạo hữu Minh Ngạn ạ. Dạ thưa sư, cho con xin phép con hỏi ạ. Dạ, con có bị nghe sót hay không, nhưng mà con có một thắc mắc như kiểu là bây giờ mình nên học vi diệu pháp á, là ý nghĩa là gì trong cuộc sống thường nhật, với lại trong khi mà mình hành thiền á, thì ý nghĩa của việc vi diệu pháp là giúp ích gì á, sư giải thích lại giúp con cái chỗ này với ạ. Nếu nói một cách đơn giản nhất á, là do vì á, nếu mà mình không có phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì mình sẽ không biết cái nào là để tránh và cái nào nên làm, cái nào nên tránh. Bởi vì khi mà nói thiện hay là cái bất thiện á, nó có rất là nhiều cái khái niệm, có nhiều cái cách hiểu về cái thiện và cái bất thiện. Cho nên chính vì vậy mình học ví dụ pháp á, để mình biết đâu mới là cái tâm thiện và cái đâu mới là cái tâm bất thiện, nó một cách rõ ràng. Nên nếu mà nói với một người mà mình nghĩ rằng là làm sao cái ví dụ pháp áp dụng trong cái đời sống. Rồi cái thứ hai là cái đối với một vị tu thiền á, thì trước hết căn bản về cái lý á, thì vị đó cũng phải biết là cái cảnh nào cái cảnh giả và cái cảnh nào cảnh thật, và trong trường hợp nào á, nên dùng cái cảnh giả và trong trường hợp nào nên dùng cảnh thật. Ví dụ giống như là nói cách khác đó, là trong trường hợp nào vị đó cần phải nhìn cuộc sống qua cái cảnh chân đế, và trong trường hợp nào đó vị hành giả cần cái nhìn cái cuộc sống qua cái cảnh chế định. Thì nếu mà không có hiểu rõ những cái điều này đó, thì nó cũng là một số cái vấn đề khó khăn trong cái việc mà hành trì. Thì lại cái là chúng tôi chỉ đơn cử thôi, chứ còn mà nói là cái lợi ích thì nó rất là nhiều thứ khác nữa. Dạ. Dạ. Dạ sư, vậy cho hỏi thêm vậy, mình khi mà mình điều chỉnh, mình cân đối, mình lựa chọn như vậy á, thì mình có bị vướng vào cái gọi là cái ngã không ạ sư ạ? À? Cân đối gì chú? Dạ, khi mà mình học với diệu pháp, mình cân đối, mình lựa chọn điều chỉnh giữa cái thiện và cái bất thiện á, mà để mà mình cân nhắc để mình bớt hoặc là mình tăng thêm những cái như vậy á, thì mình có phải là giống như kiểu là bị chấp vào cái ngã hay không, mà sao là con vẫn chưa có liên kết được giữa cái vi diệu pháp với lại những cái tâm tướng à, tâm pháp ấn à? À, do vì chính vì cái học vi diệu pháp á, chúng ta mới hiểu rằng là trong trường hợp nào mới có cái tâm pháp ấn mà trong trường hợp nào không có. Ví dụ giống như là nếu mà không có học vi diệu pháp á, thì chúng ta không có thấy được rằng là tại sao mà ở trong cái chế định thì lại là không có cái tâm pháp ấn, không có cái vô thường khổ, mà trong khi đó cái chân đế thì nó mới có cái vô thường khổ. Và cụ thể thí dụ giống như là một vị tu thiền quán á, nếu mà vị đó đó mà chỉ nhìn cái hơi thở qua cái cảnh chế định á, thì vị đó sẽ không thấy được cái vô thường. Chỉ khi nào vị đó nhìn cái hơi thở qua cái khía cạnh của cái chân đế đó, thì khi đó vị đó mới thấy được cái vô thường. Còn hoặc là đối với một vị tu thiền định á, thì khi mà cần phải có giữ tâm liên tục trên một cái đối tượng á, để có được cái định tâm á, thì khi đó nó bị hành giả nó cần phải lấy cái cảnh chế định, vì cái cảnh chế định nó không có vô thường. Thì trở lại là chú sợ rằng là khi mà mình cân đo như vậy đó, thì nó làm thêm cái bản ngã của mình. Thật ra nó không phải như vậy, mà do vì cái sự suy xét như vậy đó, vì nó giảm thiểu đi cái bản ngã. Ví dụ giống như là bình thường đó, là nếu một người mà không có quán chiếu thường á, thì mình mọi thứ gì á, mình cũng xem nó là cái của mình. Nhưng mà đối với một người thường xuyên quán chiếu á, thì cái sự chấp thủ đó nếu chưa giải thoát á, thì nó cũng được giảm thiểu. Thì cái đó rất là cần thiết, chứ không có ảnh hưởng gì cái vấn đề bản ngã. Dạ, vậy có nghĩa là mình học để mình có bổ sung thêm cái kiến thức để mình hiểu hơn thêm về tứ diệu đế, về tâm pháp ấn, về cái kiến thức thôi đúng không ạ? Còn việc mình sự chính xác như vậy. Dạ, dạ. Chính xác như vậy, rồi mình hiểu thêm. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ. Mời đạo hữu Tịnh Duyên ạ.
đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Thưa sư, cho con hỏi là lúc mà sư giảng về cái tâm đại thiện hợp trí mà tâm mạnh thì cho ra 16 quả, rồi đến tâm đại thiện hợp trí mà tâm yếu giống như là thiếu tam tư gì đó thì cho ra 12 quả. Khi đó sư ghi trên bảng là trừ 4 tâm ly trí, 4 tâm quả ly trí. Con thấy như vậy thì có sao á? À, đối với cái tâm mà hợp trí á, thì nó trừ 4 quả ly trí, còn đối với cái tâm mà ly trí á, thì nó trừ 4 quả hợp trí. Nó chỉ khác nhau vậy, nhưng mà cả hai đều là 12 hết. À dạ, con cảm ơn sư. Dạ, cái hợp trí á, thì nó giữ lại 4 cái hợp trí, cái ly trí á, thì nó giữ 4 lại cái ly trí. Chỉ có cái hợp trí mà mạnh á, thì nó còn cho luôn, nó cho thêm cái 4 quả ly trí luôn. Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Nguyên Giang là trường hợp rút oxy của người thân theo chỉ định của bác sĩ, khi người đó đã hết huyết mạch mạch nhưng máy vẫn còn, nhưng máy thở vẫn còn, tức là người này đã chết hoàn toàn rồi, thì như vậy mình có bị gì không thưa sư? Dạ, nếu mà trong trường hợp á, cái đó là do cái tâm của mình thôi. Tại vì có một số trường hợp á, mà người ta tin cái giờ của người chết. Nếu mà người chết mà chết vào cái giờ tốt á, thì gia đình mình sẽ được tốt. Còn nếu mà người chết mà chết về cái giờ xấu á, thì gia đình đã bị xui đuổi. Và trong những cái trường hợp như vậy thì có một số người nghĩ rằng do vì người thân của mình á, thì thật ra cũng không có kéo dài được bao lâu. Ví dụ như mình để cái ống thở như vậy thì giỏi lắm thì được một vài giờ đồng hồ hay là một hai ngày thôi. Do vậy họ lựa cái giờ nào tốt thì họ rút ống. Khi mà họ rút ống với cái tâm đó đó thì họ tạo ác nghiệp. Bởi vì dù cho biết rằng người đó không còn sống bao lâu, nhưng mà mình do vì mình muốn họ kết thúc sớm để mình có được cái giờ tốt như mình mong muốn, thì khi đó họ tạo ác nghiệp. Còn cái trường hợp mà thí dụ như là bác sĩ đã nói rằng là người thân mình đã chết rồi, chẳng qua là do vì cái điều kiện máy móc, giống như là mình có thêm cái máy thở này nọ, cho nên mình thấy cái cơ thể nó vẫn còn giống như là vẫn còn sống, chứ thật ra thì đã chết rồi, thì trong trường hợp đó mình rút ra thì là không có mang ác nghiệp. Thì trở lại nó cũng do cái tâm của mình. Dạ, Sa Tú, con muốn hỏi trường hợp thứ hai á sư, tức là đã nói là hết huyết áp hết mạch hết rồi, nhưng mà cái máy nó cứ còn cái hơi hoài thì có thể kêu rút đi đó, mà không ai dám rút hết á. Dạ thì đó giờ là do cái tâm mình. Dạ dạ. Dạ do cái tâm mình, nếu mà mình tin chắc rằng nó đã, người đó đã mất rồi mà do vậy mình rút thì không có gì hết. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người đó vẫn còn sống, nhưng mà chẳng qua là không còn cứu được, cho nên thôi mình rút luôn cho rồi, khỏi có cực khổ mình. Thì khi mình rút như vậy đó thì mình tạo ác nghiệp. Dạ, dạ. Và có một cái trường hợp mà tôi cũng muốn chia sẻ chung với các vị Phật tử, là có những cái trường hợp rất là nguy hiểm. Đó chính là cái người nằm đó là những người cha và mẹ của mình. Và trong cái trường hợp đó nó không khéo đó, là mình phạm tới ngũ nghịch đại tội. Và do đó, đó là ở trong bất cứ một cái trường hợp nào, nếu là một người Phật tử mà tôi có lời khuyên với họ, thì đụng đến cha mẹ thì đó ai rút ống mình không biết, mình đừng có can dự vào nó. Bởi vì cái tâm của mình nó vô chừng, mình không hiểu được. Đôi khi mình chỉ vì một lý do như nuôi mặt mũi quá rồi mình nghĩ cha mẹ mình sống không nổi nữa thôi, chứ khi một hai giờ không sao mình rút ra. Hoặc là cha mẹ mình nó mất cái giờ này nó xấu, mà cái giờ này nó là tốt, mình chỉ có một suy nghĩ chút xíu thôi là nó nguy hiểm, là nó dẫn đến cái gọi là cái ngũ nghịch đại tội, là cái đó là không có cứu được. Dạ. Dạ, do vậy một người Phật tử học đạo thì trong trường hợp có tánh tối đa, mình chai rút thì rút, chứ còn mình không biết. Bởi vì mình không biết cái tâm mình khi đó như thế nào. Dạ. À, mình nói lại có một chút xíu thì nó tạo ra hiệp nghiệp rất là nguy hiểm. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ. Dạ thưa sư, có câu hỏi của đạo hữu Minh Pháp. Dạ. Dạ con đảnh lễ sư, sư giải thích lại giúp con phần tâm quả bất thiện chỉ cho quả tục sinh và quả bình nhật,
Và vì sao tâm si phóng dật chỉ cho quả bình nhật thôi ạ? Con tri ân sư ạ. Dạ, tại vì cái tâm si phóng dật nó là cái tâm yếu ác. Mà chính cái yếu ác đó nó cho cái quả, nhưng cái quả nó chỉ trong bình thường thôi, chứ nó không có đủ cái quả để cho sinh nó tái sinh chỗ này chỗ kia. Ví dụ như là cái bất thiện đó, nhưng cái bất thiện nó là cái si phóng dật á, thì cái nó cho cái quả nó là cái quả nó không đủ để chúng sinh nó đọa xuống bốn cảnh khổ. Mà chúng sinh nó đọa bốn cảnh khổ nó phải do cái ác nghiệp lớn hơn, từ cái tâm tham, từ tâm sân hoặc là tâm si của hoài nghi, nó mới có đủ cái năng lực để cho chúng sinh nó tái sinh. Còn mà nó kể cho bảy cái quả bất thiện thì giống như là trong cái thời bình nhật của mình thôi, tức là trong cái thời bình nhật thì thỉnh thoảng mắt mình nhìn những cái cảnh mà mình không có ưa thích, tai mình nghe những cái tiếng mà mình không thích, lưỡi mũi vân vân vậy. Và cái đó là ý nghĩa của cái việc mình nói về cái tâm si phóng dật, nó là chỉ cho quả bình nhật là vậy, mà nó không có khả năng nó cho cái quả thực sinh là. Sau này chúng ta sẽ học thêm là có những cái tâm á, nó cho cái, nó dẫn đi tục sinh. Thì trong đó có những cái tâm như hai cái tâm quan sát, họ xả quả thiện và quả bất thiện, hai tâm này nó vẫn có khả năng dẫn đi tục sinh. Rồi cái tám tâm đại quả nó có khả năng dẫn đi tục sinh. Và nếu mà người nào mà cái tục sinh bằng cái tâm quan sát, họ xả quả bất thiện á, đó là những chúng sinh sinh vào cái cảnh khổ, thì cái tâm si phóng dật á, nó cũng tạo ra được cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện. Nhưng mà cái quan sát họ xả quả bất thiện của tâm si phóng dật chỉ dùng ở trong cái thời bình nhật thôi, chứ không có dẫn đi tái sinh ở cái cảnh giới khổ. Dạ, các vị nghe kịp không? Dạ, sa thú, dạ kịp ạ. Dạ. Dạ. Kính mời đạo hữu Alan Ibex đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Kính mời đạo hữu Alan Ibex đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, kính mời đạo hữu Chi Ibex ạ. Dạ, con xin chào sư ạ. Con xin có câu hỏi như thế này. Nếu mình thấy một người mà họ bị sống bằng cái ống thở, nhưng mà mình thấy họ đau đớn vật vả quá, mình muốn giúp cho họ để họ không đau đớn nữa, chứ không phải là mình chọn theo cái ngày giờ tốt, thì cái đó có tạo ác nghiệp không ạ sư? Con cảm ơn sư. Cái ác nghiệp á, nói một cách rốt ráo thì việc làm đó nó bắt buộc là phải làm bằng cái tâm bất thiện. Còn mà nếu mà không có tâm bất thiện thì nó không có cho quả bất thiện được cô. Trong trường hợp người đó hoàn toàn vì lòng bi mẫn mà nghĩ là người này quá đau đớn cho nên là phải rút ống, và phải chắc chắn rằng là người trong cái suốt cái khoảng thời gian trong cái hành động đó nó hoàn toàn nó không có một cái tâm bất thiện nào, thì nó không có cái quả bất thiện được. Bởi vì cái nguyên tắc là không có một cái tâm bất thiện thì không thể nào cho quả bất thiện hết. Cho nên là nếu mà mình mà một người làm mà với tâm hoàn toàn không có một cái bất thiện thì nó không có thể có quả. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con xin hỏi thêm một câu nữa. Dạ, con nghe sư giảng là ví dụ mà mình tử bằng cái tâm đó, rồi mình sẽ tục sinh bằng tâm đó, rồi tâm đó nó cũng một tâm đó luôn, làm năm hộ kiếp, rồi nó cũng lại tử lại cho cái đời sống đó, cũng cái tâm đó luôn. Vậy thì con không hiểu cái đó, tại vì nếu mà một người đó họ tục sinh bằng cái, họ tử bằng cái tâm, tục sinh bằng cái tâm thiện, rồi nguyên cái đời đó, rồi đến chết họ cũng tử bằng cái tâm thiện nữa, nhưng nhiều khi trong cái đời bình sinh họ làm những cái bất thiện nhiều quá. Dạ, con không hiểu cho đó. Dạ, xin sư giải thích. À, dạ, sau này mình học đến một số cái loại tâm mà làm cái việc tục sinh hộ kiếp và tử, thì thật ra tục sinh nó không thể tục sinh bằng tâm thiện được cô. Luôn luôn cái tục sinh nó là phải bằng cái tâm quả hết. Dạ. Dạ, cho nên là không có trường hợp của người tục sinh bằng cái tâm thiện. Dạ. Dạ, sau này mình sẽ học kỹ cái phần đó. Dạ, 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 kính cảm ơn sư rồi. Dạ, kính cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, còn câu hỏi của đạo hữu Ngọc Loan ạ.
Dạ kính thưa sư, mình học vi diệu pháp và học giáo lý A Tỳ Đàm thì có giống nhau không ạ? Vì con thấy cả hai đều nói đến tâm và sắc cho một vị tu thiền định. Dạ con kính thưa sư, hoan hỷ giảng cho con ạ. Đó là câu hỏi. Hai cái này là một. Hai cái này là một. Chẳng qua A Tỳ Đàm nó là cái tiếng phiên âm, còn vi diệu pháp là tiếng dịch. Hai cái này là một. Dạ thưa sư, giờ con thấy hết câu hỏi ở trên màn hình rồi ạ. Dạ. Và cũng vừa hết cái thời gian chúng ta kết thúc cái lớp học ở đây. Và chúc các giác quý vị Phật tử. Dạ sư, sư con có một câu hỏi sư. Sư có dạ, một câu hỏi. Dạ. Thưa sư, sư có dạy trong những cái tâm tham sân si, những đặc tính trạng thái và thực tính của nó. Vậy sư có dạy trong cái tâm vô nhân, 18 vô nhân có về đặc tính, thực tính nó nữa không sư? Sư có dạy về mấy cái đó không sư? Dạ bắt buộc phải có. Nhưng mà do vì á, cái đặc tính của cái tâm vô nhân á, là nó có 7 cái đặc tính chung cho các cái loại tâm. Cho nên cái phần đó sư sẽ dạy ở trong cái phần sở hữu tâm. Lẽ ra đó là những cái đặc tính tham hay là cái đặc tính tà kiến hay những cái đặc tính mà chúng ta đề cập mấy bữa nay đó, thì đúng ra toàn bộ những cái đặc tính đó sẽ được đề cập đến ở trong cái sở hữu tâm. Nhưng mà do vì để các vị Phật tử có hiểu hơn về cái tâm đó, và hơn nữa những cái đặc tính nó cũng ngắn gọn, cho nên tôi đề cập luôn, chứ thật ra thì những cái đó phải để sau. Thì khi mà chúng ta học về các cái đặc tính của tâm hay là cái sở hữu tâm đó, thì chúng ta sẽ học trong đó tất cả những cái đặc tính có ở trong cái tâm vô nhân. Dạ, con cảm ơn chị ân sư ạ. Sadhu, sadhu sư. Dạ. Sadhu, sadhu. Con kính chị ân sư ạ. Con kính chị ân sư ạ. Lễ sư ạ. Dạ, kính sư ạ. Con các vị Phật tử á, là khi mà chúng ta học á, có thắc mắc gì thì các vị cứ hỏi. Trong cái khả năng nào tôi có thể tôi chia sẻ các vị thì tôi cũng chia sẻ. Và nhờ các vị hỏi đó tôi mới biết rằng là các vị có lãnh hội được hay không. Và khi mà các vị mà hỏi cái điều nào mà nếu mà được giải tỏa thắc mắc á, thì các vị cũng dễ dàng chúng ta theo dõi mà các bài vở. Còn nếu mà chúng ta thắc mắc mà chúng ta không hỏi được thì chúng ta khi không có hiểu có vấn đề này rồi mình không hiểu có vấn đề khác đó. Và chúng tôi rất là hoan nghỉ những cái câu hỏi nào mà xác đáng liên quan đến bài vở mà đang học thì đó là cái câu hỏi ưu tiên hàng đầu. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúc tất cả sadhu, sadhu, sadhu. Xin tri ân thưa.